Lại nữa thiện hiện như có Như Lai ứng chánh đẳng giác hóa làm một Đức Phật. Vị Phật ấy lại có thể hóa làm vô lượng trăm ngàn ức triệu chúng. Khi ấy vị hóa Phật kia giáo hóa số chúng đã hóa ra ấy, hoặc khiến tu hành bố thí ba la mật đa, hoặc khiến tu hành tịnh giới ba la mật đa, hoặc khiến tu hành an nhẫn ba la mật đa, hoặc khiến tu hành tinh tấn ba la mật đa, hoặc khiến tu hành tịnh ngự ba la mật đa, hoặc khiến tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc khiến tu hành bốn tịnh ngự, hoặc khiến tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc khiến tu hành bốn niệm trụ, hoặc khiến tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc khiến tu hành pháp môn giải thoát không, hoặc khiến tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc khiến an trụ pháp không nội, hoặc khiến an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tử tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc khiến an trụ chân như, hoặc khiến an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Hoặc khiến an trụ thánh đế khổ, hoặc khiến an trụ thánh đế tập diệt đạo, hoặc khiến tu hành tám giải thoát, hoặc khiến tu hành tám thắng xứ, 9 tịnh thứ đệ, 10 biến xứ, hoặc khiến tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, hoặc khiến tu hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa, hoặc khiến tu hành bậc cực hỷ, hoặc khiến tu hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, hoặc khiến tu hành 5 loại mắt, hoặc khiến tu hành 6 phép thần thông, hoặc khiến tu hành 10 lực Phật, hoặc khiến tu hành 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc khiến tu hành đại từ, hoặc khiến tu hành đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc khiến tu hành pháp không quên mất, hoặc khiến tu hành tánh luôn luôn xả, hoặc khiến tu hành trí nhất thiết, hoặc khiến tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc khiến tu hành 32 tướng đại sĩ, hoặc khiến tu hành 80 vẻ đẹp phụ thuộc, hoặc khiến chứng đắc quả dự lưu, hoặc khiến chứng đắc quả nhất lai bất hoàn A-la-hán quả vị độc giác, hoặc khiến chứng đắc thắng vị của Bồ Tát, hoặc khiến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Khi ấy hóa Phật và chúng được hóa, đối với các pháp có phân biệt, có phá hoại chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thể không, vì các người được biến hóa ấy không có sự phân biệt. Phật dạy: Này thiện hiện, do nhân duyên này nên biết, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì các hữu tình theo căn cơ mà thuyết pháp, tuy chẳng phân biệt phá hoại pháp tướng, nhưng có thể như thật an lập hữu tình, khiến họ an trụ ở bậc thích hợp. Tuy đối với hữu tình và tất cả pháp hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, nhưng khiến hữu tình giải thoát chấp trước vọng tưởng điên đảo, không buộc không mở, vì phương tiện vậy. Vì sao? Này thiện hiện, vì bản tánh của sắc không buộc không mở, bản tánh của thọ tưởng hành thức cũng không buộc mở. Bản tánh của sắc không buộc không mở thì chẳng phải là sắc, bản tánh của thọ tưởng hành thức cũng không buộc không mở thì chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì sắc cho đến thức rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của nhãn xứ không buộc không mở, bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không buộc không mở. Bản tánh của nhãn xứ không buộc không mở thì chẳng phải là nhãn xứ, bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không buộc không mở thì chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì nhãn xứ cho đến ý xứ rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của sắc xứ không buộc không mở, bản tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không buộc không mở, bản tánh của sắc xứ không buộc không mở thì chẳng phải là sắc xứ, bản tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ không buộc không mở thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì sắc xứ cho đến pháp xứ rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của nhãn giới không buộc không mở, bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không buộc không mở, bản tánh của nhãn giới không buộc không mở thì chẳng phải là nhãn giới, bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không buộc không mở thì chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Vì sao? Vì nhãn giới cho đến ý giới rốt ráo thanh tịnh. này thiện hiện, bản tánh của sắc giới không buộc không mở, bản tánh của thanh hương vị xúc pháp giới cũng không buộc không mở. Bản tánh của sắc giới không buộc không mở thì chẳng phải là sắc giới. Bản tánh của thanh hương vị xúc pháp giới không buộc không mở thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp giới. Vì sao? Vì sắc giới cho đến pháp giới rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của nhãn thức giới không buộc không mở, bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng không buộc không mở. Bản tánh của nhãn thức giới không buộc không mở thì chẳng phải là nhãn thức giới. Bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không buộc không mở thì chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Vì sao? Vì nhãn thức giới cho đến ý thức giới rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của nhãn xúc không buộc không mở, bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng không buộc không mở. Bản tánh của nhãn xúc không buộc không mở thì chẳng phải là nhãn xúc. Bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không buộc không mở thì chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Vì sao? Vì nhãn xúc cho đến ý xúc rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không buộc không mở. Bản tánh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng không buộc không mở. Bản tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không buộc không mở thì chẳng phải là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Bản tánh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không buộc không mở thì chẳng phải là các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của địa giới không buộc không mở, bản tánh của thủy hỏa phong không thức giới cũng không buộc không mở. Bản tánh của địa giới không buộc không mở thì chẳng phải là địa giới. Bản tánh của thủy hỏa phong không thức giới không buộc không mở thì chẳng phải là thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì địa thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của nhân duyên không buộc không mở, bản tánh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng không buộc không mở. Bản tánh của nhân duyên không buộc không mở thì chẳng phải là nhân duyên. Bản tánh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên không buộc không mở thì chẳng phải là đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Vì sao? Vì nhân duyên cho đến tăng thượng duyên rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của pháp từ các duyên sanh ra không buộc không mở, bản tánh của pháp từ các duyên sanh ra không buộc không mở thì chẳng phải là pháp từ các duyên sanh ra. Vì sao? Vì pháp từ các duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của vô minh không buộc không mở, bản tánh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu danh lão tử sầu than khổ yêu não cũng không buộc không mở. Bản tánh của vô minh không buộc không mở thì chẳng phải là vô minh. Bản tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não không buộc không mở thì chẳng phải là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Vì sao? Vì vô minh cho đến lão tử sầu than khổ yêu não rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của bố thí ba la mật đa không buộc không mở, bản tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa không buộc không mở, bản tánh của bố thí ba la mật đa không buộc không mở thì chẳng phải là bố thí ba la mật đa. Bản tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa không buộc không mở thì chẳng phải là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của bốn tịnh lự không buộc không mở, bản tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không buộc không mở. Bản tánh của bốn tịnh lự không buộc không mở thì chẳng phải là bốn tịnh lự. Bản tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc không buộc không mở thì chẳng phải là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của bốn niệm trụ không buộc không mở, bản tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng không buộc không mở. Bản tánh của bốn niệm trụ không buộc không mở thì chẳng phải là bốn niệm trụ. Bản tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không buộc không mở thì chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của pháp môn giải thoát không buộc không mở, bản tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không buộc không mở. Bản tánh của pháp môn giải thoát không buộc không mở thì chẳng phải là pháp môn giải thoát không. Bản tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không buộc không mở thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của pháp không nội không buộc không mở, bản tánh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng không buộc không mở. Bản tánh của pháp không nội không buộc không mở thì chẳng phải là pháp không nội, bản tánh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh không buộc không mở thì chẳng phải là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của thánh đế khổ không buộc không mở, bản tánh của thánh đế tập diệt đạo cũng không buộc không mở. Bản tánh của thánh đế khổ không buộc không mở thì chẳng phải là thánh đế khổ. Bản tánh của thánh đế tập diệt đạo không buộc không mở thì chẳng phải là thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì thánh đế khổ tập diệt đạo rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của tám giải thoát không buộc không mở, bản tánh của tám thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ cũng không buộc không mở. Bản tánh của tám giải thoát không buộc không mở thì chẳng phải là tám giải thoát. Bản tánh của tám thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ cũng không buộc không mở thì chẳng phải là tám thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Vì sao? Vì tám giải thoát cho đến 10 biến xứ rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni không buộc không mở, bản tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng không buộc không mở. Bản tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni không buộc không mở thì chẳng phải là tất cả pháp môn Đà La Ni. Bản tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa không buộc không mở thì chẳng phải là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của bậc Cực Hỷ không buộc không mở, bản tánh của bậc Ly Cấu, bậc Phát Quang, bậc Diệm Tuệ, bậc Cực Năng Thắng, bậc Hiện Tiền, bậc Viễn Hành, bậc Bất Động, bậc Thiện Tuệ, bậc Pháp Vân cũng không buộc không mở. Bản tánh của bậc Cực Hỷ không buộc không mở thì chẳng phải là bậc Cực Hỷ. Bản tánh của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân không buộc không mở thì chẳng phải là bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân. Vì sao? Vì bản tánh bậc Cực Hỷ cho đến bậc Pháp Vân rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của 5 loại mắt không buộc không mở, bản tánh của 6 phép thần thông cũng không buộc không mở. Bản tánh của 5 loại mắt không buộc không mở thì chẳng phải là 5 loại mắt. Bản tánh của 6 phép thần thông không buộc không mở thì chẳng phải là 6 phép thần thông. Vì sao? Vì 5 loại mắt, 6 phép thần thông rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của 10 lực Phật không buộc không mở, bản tánh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng cũng không buộc không mở. Bản tánh của 10 lực Phật không buộc không mở thì chẳng phải là 10 lực Phật. Bản tánh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng không buộc không mở thì chẳng phải là 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của đại từ không buộc không mở, bản tánh của đại bi, đại hỷ, đại xả cũng không buộc không mở. Bản tánh của đại từ không buộc không mở thì chẳng phải là đại từ. Bản tánh của đại bi, đại hỷ, đại xả không buộc không mở thì chẳng phải là đại bi, đại hỷ, đại xả. Vì sao? Vì đại từ cho đến đại xả rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của pháp không quên mất không buộc không mở, bản tánh của tánh luôn luôn xả cũng không buộc không mở. Bản tánh của pháp không quên mất không buộc không mở thì chẳng phải là pháp không quên mất. Bản tánh của tánh luôn luôn xả không buộc không mở thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bản tánh của trí nhất thiết không buộc không mở, Bản tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không buộc không mở. Bản tánh của trí nhất thiết không buộc không mở thì chẳng phải là trí nhất thiết. Bản tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không buộc không mở thì chẳng phải là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh. Này Thiện Hiện, bản tánh của 32 tướng đại sĩ không buộc không mở. Bản tánh của 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng không buộc không mở. Bản tánh của 32 tướng đại sĩ không buộc không mở thì chẳng phải là 32 tướng đại sĩ. Bản tánh của 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng không buộc không mở thì chẳng phải là 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Vì sao? Vì 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc rốt ráo thanh tịnh. Này Thiện Hiện, bản tánh của quả dự lưu không buộc không mở. Bản tánh của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán quả vị độc giác cũng không buộc không mở. Bản tánh của quả dự lưu không buộc không mở thì chẳng phải là quả dự lưu. Bản tánh của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán quả vị độc giác không buộc không mở thì chẳng phải là quả nhất lai bất hoàn A-la-hán quả vị độc giác. Vì sao? Vì quả dự lưu cho đến quả vị độc giác rốt ráo thanh tịnh. Này Thiện Hiện, bản tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát không buộc không mở. Bản tánh của quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật cũng không buộc không mở. Bản tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát không buộc không mở thì chẳng phải là tất cả hạnh đại Bồ Tát. Bản tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không buộc không mở thì chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh. Này Thiện Hiện, bản tánh của pháp thế gian không buộc không mở, bản tánh của pháp xuất thế gian cũng không buộc không mở. Bản tánh của pháp thế gian không buộc không mở thì chẳng phải là pháp thế gian. Bản tánh của pháp xuất thế gian không buộc không mở thì chẳng phải là pháp xuất thế gian. Vì sao? Vì pháp thế gian, pháp xuất thế gian rốt ráo thanh tịnh. Này Thiện Hiện, bản tánh của pháp hữu lậu không buộc không mở, bản tánh của pháp vô lậu cũng không buộc không mở. Bản tánh của pháp hữu lậu không buộc không mở thì chẳng phải là pháp hữu lậu. Bản tánh của pháp vô lậu không buộc không mở thì chẳng phải là pháp vô lậu. Vì sao? Vì pháp hữu lậu, pháp vô lậu rốt ráo thanh tịnh. Này Thiện Hiện, bản tánh của pháp hữu vi không buộc không mở. Bản tánh của pháp vô vi cũng không buộc không mở. Bản tánh của pháp hữu vi không buộc không mở thì chẳng phải là pháp hữu vi. Bản tánh của pháp vô vi không buộc không mở thì chẳng phải là pháp vô vi. Vì sao? Vì pháp hữu vi, pháp vô vi rốt ráo thanh tịnh. Này Thiện Hiện, như vậy đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy vì hữu tình tuyên thuyết các pháp, nhưng đối với hữu tình và các pháp tánh hoàn toàn không có sở đắc. Vì sao? Vì các hữu tình và tất cả pháp chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa Thiện Hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ trong cái vô sở đắc của tất cả pháp, nghĩa là lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của sắc, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của thọ tưởng hành thức, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhãn xứ, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của sắc xứ, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của thanh hương vị xúc pháp xứ, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhãn giới, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của sắc giới, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của thanh hương vị xúc pháp giới, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhãn thức giới, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhãn xúc, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của địa giới, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của thủy hỏa phong không thức giới, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của nhân duyên, lấy vô sở trụ làm phương tiện nên an trụ không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của các pháp từ các duyên sanh ra, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của vô minh, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của bố thí ba la mật đa, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của bốn tịnh lự, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của bốn niệm trụ, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp môn giải thoát không, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp không nội, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp không ngoại, lấy vô